Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi sáng hôm nay mình đã có mặt tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để review cho khách hàng một căn nhà hai mặt tiền. Đây là con đường phía trước của căn nhà này. Đây có con đường rộng 6 mét ngay chợ vào nhé. Căn nhà này chỉ cách cầu vượt Linh Xuân khoảng 500 mét thôi, cách đường quốc lộ 1K khoảng 300 mét, cách đường quốc lộ 1A khoảng 200 mét, kế bên chợ, kế bên sân vận động và gần trung tâm y tế của phường Linh Xuân, quận Thủ Đức. Nhà này có hai hướng chính, hướng trước nhà là hướng Bắc và hướng bên hông là hướng chính Đông. Nhà hai mặt tiền, chủ nhà thiết kế rất là nhiều cửa sổ xung quanh, phòng ngủ nào cũng có cửa sổ chỗ sang bên hông của căn nhà. Công năng sử dụng căn nhà này gồm phòng khách, phòng bếp rộng ở trên 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ. Đường nhựa hai bên mỗi bên là 6 mét và có vỉa hè hai bên nhé, cống thoát nước đầy đủ hết. Kế bên đây có sân vận động nhé, một xíu nữa mình sang đây mình sẽ lên trên lầu quay sân vận động cho quý vị mình cùng xem. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào cổng chính. Chúng ta nhìn lại mặt tiền căn nhà một lần nữa nhé. Mặt tiền rất là đẹp này. Cửa chính ngoài đây được chủ nhà làm hai lớp cửa. Ngoài đây có một lớp cửa sắt được chủ nhà hàn kiên cố ngoài đây. Phía trên đây mình có bậc tam cấp ở đây nhé. Trong đây mình có một bộ cửa nhựa, cửa nhôm sinh pha màu xám cộng kiến cường lực ngay không gian này. Di chuyển ở trong đây mình có bậc tam cấp nhé. Ở đây phòng khách được chủ nhà lót gạch bóng kính giả đá loại 1 khổ 80. Không gian của phòng khách này rất là rộng nha. Phía trên của phòng khách được chủ nhà trang trí một chiếc quạt trần rất là đẹp cộng với những bóng đèn trang trí ngay không gian này. Nhà mình đã được hoàn công đầy đủ rồi nhá. Nhà mình thuê bên công ty xây dựng mua để xây ở, nhưng do điều kiện công việc nên là nhường căn nhà tâm huyết lại cho quý anh chị khách hàng nào có nhu cầu thì hãy nhanh tay liên hệ với số điện thoại của mình để mình dẫn đi xem nhé. Ở đây có các làm cắt CNC rất là đẹp ở đây này. Hai bên hệ thống cửa ở bên hông của căn nhà đã được chủ nhà làm rèm đầy đủ hết, và đây có hai lớp cửa nhé. Di chuyển vào trong khu bếp nấu ăn, ở đây mình có không gian khu bếp nấu ăn rất là rộng này. Ở dưới đây mình có không gian kê tủ lạnh cũng như kê máy giặt ngay không gian này nhé. Bên căn bếp này có cửa sổ bên hông rất là sáng sủa đây. Vách trong đây được chủ nhà ốp kiến cường lực cộng với hai dàn tủ trên và dưới ngay không gian của căn bếp này nhé. Ở dưới đây mình có một phòng vệ sinh chung ở dưới tầng trệt này nhé. Bên đây có chậu rửa mặt xinh xắn ngay đây này. Bây giờ cùng mình di chuyển lên trên để khám phá căn nhà này nhé. Cầu thang được chủ nhà làm đá đen kim sa rất là cao cấp nhé. Đây là một loại đá rất là quý, hiện tại ở mình đây rất là hiếm nhé.
lên tới lầu trên rồi. Quý khách hàng đang xem, nếu có nhu cầu đi xem, hẹn gặp em ngay siêu thị Bixi hoặc cầu vượt Linh Xuân, em sẽ dẫn vào xem nhé. Đây mình có phòng ngủ đầu tiên này. Phòng ngủ này rộng gần 20 mét vuông nhé. Và có ban công phía trước luôn. Phòng ngủ trong đây chủ nhà tặng luôn một tủ áo 4 cánh rất là xinh xắn ngay đây này. Cửa chính thì được chủ nhà làm cửa gỗ căm xe rất là đẹp nha. Trên đây mình có phòng vệ sinh thứ hai ngay tầng lầu này. Trong đây có phòng tắm riêng nhé, được chủ nhà ngăn kín ngay đây rồi. Phòng vệ sinh này có cửa sổ bên hông luôn này. Trên đây có các tủ đựng đồ ngay không gian phòng vệ sinh này nhé. Bên đây mình có phòng ngủ thứ hai rất là rộng. Phía trước mình có chợ và sân banh này. Đây là hướng ra bên cầu vượt Linh Xuân. Trước nhà mình có sân banh đây nhé. Mình quay nãy thôi, lên trên lầu mình sẽ quay thêm này. Bây giờ mình lên trên tầng lầu để review kỹ không gian ở trên cho quý vị mình cùng xem. Quý hàng đang xem, nếu có nhu cầu đi xem thì hẹn gặp em ngay ở siêu thị Bixi hoặc cầu vượt Linh Xuân, em sẽ đưa vào xem căn nhà này nhé. Căn nhà này có diện tích là ngang 4,5 m, chiều dài 15 m, tổng là 56 m², được chủ nhà đúc 1 trệt 2 lầu, đúc 3 tấm, đã được chủ nhà hoàn công đầy đủ rồi. Căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá rất là mềm tại thành phố Thủ Đức, chỉ có 6 tỷ 800 triệu đồng, và còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà nữa. Đây là phòng ngủ thứ ba và có ban công bên hông luôn nhé. Khu này có vài căn thôi. Bên đây là khu trường học này. Từ đây ra làng Đại học Thủ Đức chỉ khoảng chưa tới 1 cây số nhé. Ngay khu làng Đại học Thủ Đức, gần trung tâm y tế của phường Linh Xuân, quận Thủ Đức. Khoảng trống không gian cầu thang này được chủ nhà làm một giếng trời rất là lớn ngay đây nhé. Để mình vừa lấy sáng và gió tự nhiên. Trên đây mình có phòng vệ sinh thứ ba ngay lầu thứ hai này. Nội thất cơ bản rất là ok nhé. Cửa gỗ căm xe và có phòng tắm riêng trong phòng luôn. Đây mình có phòng tắm riêng trong phòng nhé. Lối bên đây đi ra phòng thờ. Ở đây là phòng ngủ thứ tư. Em sẽ quay phòng ngủ thứ tư trước cho quý vị mình xem. Quý vị đang xem, nếu chưa ấn đăng ký kênh thì hãy nhớ ấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những video tiếp theo mà em đưa lên. Đây có ban công này. Và đây là phòng thờ phía trước. Trước mình có ban công này. Mình xin nhắc lại là căn nhà này có diện tích là chiều ngang 4,5 m, chiều dài 15 m, tổng diện tích là 65 m², được chủ nhà đúc 1 trệt 2 lầu. Trước cửa căn nhà mình có một sân vận động của phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, trung tâm văn hóa. Nhà này có 2 đường đi đường thông nhé. Này là đường xe hơi vào, và bên đây là ra chợ này. Ở đây có ngay chợ Thủ Đức ngay đây nhé. Nhà này đi bộ ra chợ hết khoảng chưa tới 100 m. Và trước cửa mình có sân vận động này. Ở đây có sân vận động cho các cháu này nhé. Quý hàng đang xem, nhớ ấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất mình đưa lên, để cho anh chị mình tham khảo. Anh chị có nhu cầu đi xem,
vui lòng liên hệ với số điện thoại của em trên màn hình, số 0973 114 255. Hẹn gặp em ngay siêu thị Bixi hoặc cầu vượt Linh Xuân, em sẽ dẫn vào xem căn nhà này nhé.